<laughs> thì ừ. nghe nghe quang diệu ân có chia sẻ thông tin với đại chúng à, Thầy rất là hoan hỷ yeah. à, như chúng ta biết bộ kinh thú Lăng nghiêm à, là một bộ kinh à, tổng hợp phật à, tổng hợp nhiều loại giáo nghĩa ở trong phật giáo nó được à, tổng hợp từ kinh tạng nguyên thí cho đến à, kinh tạng đại thừa à, và ở trong đó nó gồm cả mật tạng những giáo nghĩa như vậy nó rất thích hợp cho văn hóa Việt Nam bởi vì văn hóa Việt Nam chúng ta là văn hóa tổng hợp nó là một cái văn hóa dung hợp và tiếp biến với nhiều loại hình văn hóa khác nhau và yeah, đơn giản là hữu tình người Việt Nam sống ở trên một cái dải đất nhiệt đới ẩm gió mùa chịu ảnh hưởng bởi nền văn hóa du nhập ấn độ và trung quốc và à, vài trăm năm gần đây thì lại chịu ảnh hưởng của văn hóa âu mỹ à, bởi vậy cho nên à, gần như tất cả những cái pháp môn của đức phật dạy à, truyền bá phát triển khắp mọi nơi thì ở việt nam chúng ta nó đều có đủ hết nhưng uh, chi tiết thầy nó xuất hiện một cách mong muốn không biến thành uh, một cái nét gọi uh, là cái sắc thái đặc thù bởi vậy cho nên khi nói tới uh, Phật giáo Việt Nam thì người ta không hình dung được Phật giáo Việt Nam uh, sắc thái như thế nào <laughs> và một nhược điểm nữa đó là Phật giáo Việt Nam không có nhiều tư liệu bằng tiếng Anh. Bởi à, vậy cho nên à, giới học thuật của Âu Mỹ hối tới Phật giáo bằng Việt Nam là gì? Hình như họ không biết gì cả. Và họ không muốn tìm hiểu thì họ cũng chẳng có tài liệu để tìm hiểu. Bởi vì đơn giản là họ dùng tiếng Anh. Mà ở Việt Nam thì lại không có chú trương là dùng tiếng Anh. Đây là một cái nhược điểm rất lớn. À. À, rồi à, hôm nay chúng ta đem bộ kinh này chúng ta chúng ta truyền bá phổ biến. Đó là một cái cái điều rất là hay. Chúng ta thấy nó nó hình thành à, cái duyên của bộ kinh này như từ đầu thầy thưa với đại chúng là sau này nó sẽ giúp ích cho rất nhiều à, Phật giáo Việt Nam. Ví dụ như gần đây chúng ta thấy nó rải rác nó rải rác nó rải rác chẳng hạn như ở ở vùng uh, Bí Quảng Ninh chỗ Sư Bà uh, bắt đầu cũng uh, có cái xu hướng này và có có có, phát tâm và giờ, bây giờ còn giữ lại 500 bán để cho Sư Bà sử dụng uh, theo cái tâm nguyện ban đầu. Rồi uh, đạo tràng của chúng ta rồi à, tới cái vùng Huế cũng có Nhưng vùng à, Quảng Nam Đà Nẵng rồi vùng Bình Định à, chỉ có còn ở vùng Nha Trang thì chúng ta chưa có hướng tới. Hy vọng lần tái bản tới có lẽ chúng ta chia sẻ ở tại vùng à, tại vùng Nha Trang, Khánh Hòa. Rồi à, ở à, vùng Phan Thiết, Đồng Nai những vùng như vậy á, thì cũng có những cái trường Phật học mà thầy nghĩ rằng à, tăng ni rất là cần thiết <laughs> và nếu như mà trong cái công trình này chúng ta phát triển rộng rãi thì Phật pháp nó phổ biến rất là lớn bên cạnh đó đạo tràng của chúng ta là một lực đẩy cho 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 cái Phật sự này nếu như không có cái sự hội tụ của đạo tràng và lực đẩy của đạo tràng thì những việc có ý nghĩa như vậy nó không thể nào thực hiện <laughs> đáng tiếc là chúng ta không có tịnh tài để cúng dường chúng ta chỉ có pháp bảo <laughs> tại vì đạo tràng chúng ta rất là khó khăn rất khó khăn và chúng ta làm những cái việc có ảnh hưởng to lớn đòi hỏi chúng ta phải biết khéo léo vung vén theo nhiều cách khác nhau để chúng ta có một cái nhìn tổng quát như vậy nó mới hình thành được <laughs> hôm nay thầy xin chia sẻ vài lời như vậy và thầy cũng xin cảm ơn quan diệu ân đã luôn có một tinh thần hoàn pháp trong chương trình này thầy đang hướng tới một cái bộ mà nó sẽ làm thay đổi rất nhiều cho tư tưởng Phật giáo Việt Nam đó là bộ A xin nói bộ bộ pháp Uống túc luận pháp Uống túc luận đối như biên tập và cấu trúc nó trở thành một cái bộ Phật pháp căn bản thì nó bắt đầu nó lên nó nó định hình lại nó sẽ định hình lại những cái nó gọi là ngôn ngữ hàng lâm định hình lại tư duy hàng lâm tư duy Phật học có gốc gác có y cứ ví dụ như một điểm thôi chẳng hạn như quy tâm bảo phân tích cái chữ bảo đó ra chúng ta thấy rằng là nó có những hạng tên không có phải bảo đó, tức là tên hòa kính tức là họ xuất gia họ thực tập họ sống đời sống hài hòa lục hòa kính trọng nhau chứ không phải họ là bảo bởi vì đơn giản họ không thấu hiểu thánh đế do vậy cho nên mình có nương tựa họ họ cũng chẳng có gì để mà dạy bảo chúng ta bây giờ cho nên chúng ta không có quy y họ chúng ta kính trọng sự tồn tại của của họ trong giáo pháp như lai chúng ta cung dường cung kính nhưng mà chúng ta không thể nào quy y được tại vì họ không có gì để dạy chúng ta hết, làm sao chúng ta quy y, à, bao nhiêu đó thôi là chúng ta thấy à, Đức Phật rất là minh bạch chứ không phải dạy cho chúng ta theo cái quán tính cứ thể thấy ông tăng bà ni là chúng ta cứ Cứ cung tận tùy. và trong khi à, họ cạo tóc mặc áo họ chưa có thanh lập được nội tâm, nội tâm của họ đang bị phiền não quấn chặt <laughs> và và thầy thường nói với đại chúng rằng giống y như là một cái con con trâu mà bị cái sợi dây phiền não nó xó vô cái mũi rồi cái nó giết đi <laughs> nó kiết nó xử đi chừng à, nào mà chúng ta không bị nó kiết xử nữa lúc đó chúng ta mới thấy mình thoải mái thoải mái vô cùng à, còn hiện bây giờ là chúng ta bị và những cái vị tăng ni như vậy mà chúng ta quy y họ thì họ bị kiết xử họ kéo mình đi theo hình như do vậy cho nên chúng ta thấy đức phật dạy rất là khoa học phải không? Chỉ cho chúng ta chỗ nào nên quy y chỗ nào chỉ là giao hảo mà thôi chỗ nào chỉ có trợ duyên cúng kính mà thôi còn trong tư tưởng chúng ta phải có chỗ quy y đâu đó rõ ràng thôi Hôm nay mời các vị chúng ta trở lại với nội dung mời đại chúng niệm Phật cầu gia Bì. Nam mô Bổn sư. mô Phật. Nam mô bồn cư, mê 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 Phật hay gì là Phật hôm nay chúng ta tìm hiểu uh, nội dung phẩm sứ tiếp theo phẩm sứ ở đại hiện tại là chúng ta đặt cầu hộ chúng ta chúng ta phân tích về 12 xứ thôi chứ không có gì hết và như lần trước chúng ta còn nhớ bài kinh này Đức Thế Tôn trả lời câu hỏi cho sanh ven hay là sanh lậu Bà La Môn đây là một vị Bà La Môn trí thức đương thời và Thế Tôn cũng rất kính trọng ông ta ông thường có những câu hỏi rất là tuyệt vời mang tính trước học sâu xa và nhờ sự trợ duyên đặt câu hỏi này mà Thế Tôn giải thích cho ông từ đó đại chúng cũng học hỏi rất nhiều và thầy có gợi ý cho các vị về một vị tỳ kheo xuất gia trong giáo pháp của Phật với điều kiện là Thế Tôn phải dạy cho ngài thấu hiểu và huyền bí của vũ trụ và Phật nói rằng ta không có ta không có hứa với người rằng là ta phải dạy cho người về sự huyền bí của vũ trụ đơn giản khi thấu hiểu được sự huyền bí của vũ trụ thì thân mạng của người không thể nào còn tồn tại để tu tập giải thoát khổ đau được nữa cho nên đạo của ta là đạo giải thoát đạo phật là đạo giải thoát giải thoát khổ đau mình tu làm sao mà mình thấy mình không có tiến bộ càng ngày càng đau khổ nhiều hơn là mình thấy mình tu không ổn rồi đó <laughs> mình phải mình phải nghĩ tới cái điều đó mình tu tập làm sao mà 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 càng ngày mình giải thoát nhiều hơn mặc dầu hoàn cảnh khó khăn thì nó không không ngừng thậm chí nó còn đối diện những cái nghịch cảnh nhiều hơn giả dụ như vậy thì chúng ta vẫn phải hiểu rằng đó là do tính chiêu cảm của nhân quả tính chiêu cảm của nhân quả là do chúng ta tạo ra trong nhiều đời nhiều kiếp mà ngày hôm nay chúng ta chiêu cảm nhân quả tùy giai đoạn khác nhau có những người chia làm ba thời trung vận hậu vận tiền vận chính hạn như vậy thì người ta nói rằng từ À, khoảng 30 năm đầu hay là 25 năm đầu Thì giai đoạn đó là tiên vận Rồi trung vận rồi Hậu vận Có những người tuổi trẻ rất là cơ cực Nhưng trung niên thì thành công Rồi già yếu thì nghỉ ngơi Nhưng có người thì tuổi trẻ Luôn thất bại Và trung niên thì thành công Rồi có khi già Thì lại là thất bại trở lại Nói chung là nó Nó lẫn lộn như vậy Uh, hoặc là chia thì chia nhưng mà ở trong có khi trong một năm chúng ta làm việc này việc nọ là hoài mà không có dư ra không có gì là khởi sắc hoặc uh, có khi chúng ta làm ăn chơi chơi trong một năm nhưng mà năm đó chúng ta lại lại được rất nhiều thứ <laughs> uhm, Ví dụ như bây giờ thị trường chứng khoán sắp tới thì uh, trong vòng khoảng 6 tháng nữa tới một năm bắt đầu nó rất là sôi động và các vị sẽ thấy ngạc nhiên có những cái mặt hàng nó nó lên giá có những cái mặt hàng là những cái cái, chỉ số chứng khoán nó sẽ hại giá <laughs> nó không có giống với một cái thị trường truyền thống nữa à, ví dụ như vậy những vấn đề như vậy nó sẽ xảy ra trong từ 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 sáu tháng nữa các vị sẽ nhìn ra <laughs> thì thì ở đây chúng ta thấy à, nghiệp lực của chúng sinh của cộng đồng và chúng ta sống tương tác ở trong một môi trường như vậy. Nó là thuộc tính nhân quả. Còn thái độ của chúng ta đối với thuộc tính đó như thế nào? Thái độ này là do tâm mình nó viễn ly cái khả năng tự tại của mình tới đâu. Như vậy thì chúng ta đã giải thoát bất kiết sự. Điều này nó cho chúng ta hạnh phúc. Ngày xưa khi đối diện với một việc tương tự chúng ta khổ đau nhưng giờ đây chúng ta thấy nhẹ nhàng hơn không phải tâm trí của chúng ta nó trở nên chay lì mà tâm trí của chúng ta nó được nhận thức nên nó, nó có sự nhận thức nó có sự thấu hiểu một cách rõ ràng và khi chúng ta đặt mình với nhãn quan như vậy thì chúng ta rất là nhẹ nhàng vì sao như vậy hả bởi vì chúng ta chúng ta phân tích tận cùng. Như gần đây thầy có hướng dẫn cho đại chúng bài kinh nói về Bác Văn Trai mà Đức Phật hôm ấy ngài ở bên dòng sông Hằng. Ngài nói với các vị tỳ kheo, này các tỳ kheo, giống như nước trên dòng sông Hằng, à, nó chảy thành dòng và do tính chất nước cuộn đó <laughs> mà có những cái <laughs> Có những cái bột nước Nó tụ lại, nó ngưng lại Và Thế Tôn nói rằng Là cái bột nước như vậy Nếu như ai có mắt sáng Nhìn thấy nó Và có tư duy Bình thường, thấu hiểu về nó Thì ai cũng xác nhận rằng Bột nước đó Nó không có bền chất Nó là một khối rỗng răng Nó không có gì bên trong đó hết nó ngưng tụ nhất thời và nó nhanh chóng tan hoại thì thế tôn nói cũng như vậy tất cả hình sắc vạn vật ở thời gian nó chỉ ngưng tụ trong giây lát rồi nó tan hoại thì sắc thân của chúng ta cũng vậy nó ngưng tụ trong một giây lát rồi nó tan hoại do tâm chúng ta nhìn hạn hiệp thành chúng ta thấy thọ mạng của mình hình như kéo dài nhưng mà chúng ta đứng với nhãn quan to lớn hơn thì chúng ta thấy mạng sống của chúng ta rất là mong manh rồi thế tôn cũng nói giống y như chẳng hạn như là ngài nói ngài thấy như như cái gì như cái <laughs> cái cái bong bóng đó nó ngưng tụ như trời mưa bong bóng bập bình chẳng hạn như vậy Bóng nó, nó, nó tụ lên một cái, nó chạy chạy trên mặt nước, rồi nó tan xuống liền, nó vỡ liền. Thì những cảm thọ ở trong tâm của chúng ta nó cũng vậy. Cảm thọ trong tâm dựa vào sự tương tác của sáu giác quan đối với ngoại cảnh, mà từ đó cảm thọ xuất hiện. Rồi đi sâu hơn một lớp nữa thì Thế Tôn lại nói rằng, À, phân tích cho tận cùng những khái niệm tư tưởng của chúng ta nó nó chỉ là là một cái chuỗi giả hợp mà thôi. Phân tích hơn một chút nữa đi vào trong các hành tư duy lớp này sang lớp khác thì giống y như là người đi vào trong rừng thấy một cái cây nó thánh nó cao và anh ta cần đem cái cây gỗ quý về cho nên anh ta mới chặt cây đó xuống nhưng anh ta chặt nhầm cái cây chuối và anh ta lột vỏ bắp vỏ đi Rồi anh lấy cái lỗi cây anh vác về nhưng mà bắp xong cứ bắp lớp này tới lớp khác bắp tới hết thì không thấy lỗi cây đâu hết cho nên những dòng suy nghĩ của chúng ta cũng như vậy nó y như là là cây chuối nó chấp phá từ ngôn ngữ từ khái niệm từ hình sắc À, từ những cám thọ nó nó chấp va lại và cuối cùng đời sống của chúng ta hiện thức này giống y như là gì à, giống y như là một con 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 nước à, các vị coi phim mua coi mua nước phải không à mua đứa nước mua nước góc các cũng mua đứa nước là do một vị thiền sư phật giáo à, à, sáng lập ra à, vị thiền sư nào thầy quên tên rồi bởi vì Việt Nam ngày xưa à, có cái cái có cái duyên là đắp đắp sông Hồng á bởi vì phải chinh phục cái dòng chảy của sông Hồng lúc bây giờ mới làm canh tác uh, ruộng lúa nước được <laughs> và sau các cái vụ mùa thì người ta sống với sinh hoạt cộng đồng cho nên người ta mới cùng nhau đi đắp đê à, và ở trong cái sinh hoạt cộng đồng này thì nó liên quan tới nước cho nên người ta có những cái trò chơi mua đuối nước và những cái con hình hài của mua đuối nước nó có những câu chuyện có những lời nối. nhưng mà ở sau đó chúng ta thấy là là có những người họ giật cái dây à, cái dây này giống như những cái dây nghiệp lực của chúng ta vậy đó nó giật hướng nào là chúng ta đi hướng đó mà chúng ta hiện tại đây y như là cái con rối nước vậy đó chạy đông chạy tay trước mặt hình như là chúng ta đang làm gì đó nhưng mà cái nghiệp bên trong á nó giật đâu là chúng ta đi đó cái nghiệp đó chúng ta chưa có tình và đây chính là như là là huyễn thuật là huyễn thuật thành ra chúng ta nhìn cái thân ngũ uống của mình nó như vậy thì không có gì gọi là bền chắc không có gì gọi là trơn ngã không có gì gọi là tồn tại vĩnh viễn mà nó là một cái thân thức tụ tức là vọng thức nó ngưng tụ tạm thời rồi nó tan hoại Ừ. thành chúng ta tu tập mà chúng ta dùng kinh kim cang có một câu quán chiếu nhất thiết hữu vi pháp như mộng huyễn bào ảnh như lộ diệt như điển ưng tác như thị quán à chúng ta thấy không bài kinh nguyên thì đức phật nói ở tại dòng sông hằng nó hóa thành một cái cái cảm hứng uh, truyền bá rất là là tuyệt vời theo dòng văn học đại thừa như là kinh kim cang ừ. rồi các vị thiền sư chứng đắc được kim cang cho nên các ngài còn còn nói rằng á là sung gì ha à, khứ bất hoa lạc và sung đáo bất hoa khai sự trục nhãn tiền quá lão tung đầu thượng lai mặc vị sung tàn hoa lạc tận đình tiền tạc giả nhất chi mai à, xuân đến thì trăm hoa gì à, xuân đi trăm hoa rùng rồi xuân đến thì trăm hoa nở <laughs> à, rồi cái sự việc qua trước mắt cái già nó đến ở trên đầu à, cứ mỗi ngày mỗi ngày công việc cứ trôi qua trôi qua trôi qua vậy đó mình không thấy đâu nhưng mà nhìn lại thì mái tóc mình đã bạc phiếu rồi nhưng chúng ta đừng cho rằng ở trong cái sự tàn lụi đó đều là vô nghĩa mà chân tánh con người À, luôn như hoa sen trên bùng cho nên mặc vị xung tàn hoa lạc tặng ừ, đừng đừng bảo xung tàn hoa rụng hết đêm qua sân trước một cành mai ý nữa là gì cho dầu qua ngày qua đêm đi nữa thì một cái cành mai bất diệt à, đó chính là đó chính là cái, cái chương tánh của chúng ta nó không có bị vô thường không có bị sương gió làm hủy hoại cho nên à, chúng ta thấy một bài dạy một lời dạy như vậy mà ở đây thì uh, dựa vào đó để chúng ta phân tích sâu hơn về về đông về nhĩ và và thanh <laughs> nhĩ và thanh tức là phương diện thứ hai nhĩ và thanh uh, đầu tiên là chúng ta thấy về nhĩ xứ thì uh, thì giới hiếu rồi nhĩ sứ tức là gì là cái chỗ nghe cơ quan nghe mà cơ quan nghe ấy, thì đây chính là lỗ tai của chúng ta lỗ tai của chúng ta nó tròn tròn giống như là cái lá sen <laughs> rồi nó có nó có cái, cái 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 quá trình là tiếng hóa và ngưng tụ âm thanh cho nên nó có những cái dòng sén ốc mà chúng ta lấy tay đỡ lên như thế này thì chúng ta sẽ thấy âm thanh nó khác. À, nó sẽ ngưng tụ khác. Và mỗi người chúng ta thì à, à, có cái tai nó khác nhau. Mấy người mà có cái tai mà như thế này này, có tai mà nó vướng như thế này này, tai dơi, à, tai dơi, tai chó, tai dơi, tai khí tai chó đấy. Nó vẫn như thế này, này này. Những người đó học rất là giỏi nha. Học rất giỏi họ kêu lắm tại vì sao vậy hình như là cái tay của họ họ có thể nghe và họ cái tâm của họ nó như vậy cho nên cái tay của nó chiêu cảm âm thanh như vậy và họ nghe cái sự truyền thụ kiến thức đó, thì họ học rất dối các vị không để coi là hữu tâm mà sinh tướng tướng tự tâm sinh á cho nên là tướng mạo và bàn tay những vấn đề như vậy nó biểu hiện từ nghiệp lực con người nhưng nó luôn thay đổi và nó không vì vạn vật nó biến hóa nó không thể nào đứng yên được cho nên uh, nó cũng thay đổi và cái lỗ tai như vậy á, thì uh, nó gì nó tác động hết cái hệ thống tinh thần thần kinh của chúng ta và dĩ nhiên thần kinh của chúng ta nó sẽ tác động toàn thân thể của chúng ta uhm, bởi vậy cho nên ở trên lỗ tai này nó có một cái uh, nó có một sự liên hệ mật thiết với toàn bộ thân thể của chúng ta và chúng ta nhìn lỗ tai giống như là giống như là một cái đứa nhỏ mà cái đầu ở phía dưới thế này là nó nằm ở lưng thế này à, nó cuồng vô vậy đó, nó là cái chân giống như là một cái đứa trẻ mà trong bụng mẹ mà chuẩn bị sinh ra chuối đầu xuống à, cái lưng nó nằm cuồng như vậy đó à, thì nếu như mình nhìn ở cái khía cạnh mà tinh tế vi tế thì chúng ta sẽ thấy trên tay nó có tất cả đều là những cái huyệt đạo và nó có một cái ngành y khoa gọi là nhĩ chăm ngành này nó phát triển nhiều ở Nhật Bản, ở nhĩ chăm, nhĩ chăm tức là người ta đau bệnh người ta chăm cứu ở trên cái vành tay, không cần chăm ở trong thân thế, người ta chăm cứu trên vành tay. À, bởi vậy, vậy cho nên nó là 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 chúng ta phải gì ha? Chúng ta phải phải phải. Um, um, tại nói tới đây là thầy, thầy 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 quên là hứa của thầy, hay là thầy giải thiền cho các vị phải không? À nhưng mà cho thầy nối ra chút xíu là trên vành tay chăm cứu ở trên vành tay thì nó nó liên quan mật thiết tới cơ thể của chúng ta do vậy cho nên nó cũng chuyển hóa nó cũng làm cho chúng ta nhanh bất bệnh như vậy thì cái cơ quan nhận thức của lỗ tai nó đầu tiên là cái hình hài như thế này rồi nó đi vô phía trong lát nữa chúng ta sẽ tìm hiểu thiền mà chúng ta thấy nó cũng quan trọng là phần xả thiền đó, là phải nặng cái tay này nặng nặng để cho nó kích thích nó kích thích hết các cái huyệt à, và kéo kéo xuống nhảy để cho nó tạo nó tạo cái lực kéo nó được tác động và và đây là nó nó tác động nó 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 gì ha uhm. nó tác động tới toàn bộ cái, cái kinh mạch khí huyết ở trong thân thể của chúng ta do vậy cho nên cứ kéo hoài kéo hoài vậy thành thành lỗ tai Phật ai lỗ, lỗ tai nào cũng dài hết á cái đây cái đây là nói sai đâu nghe không đúng nghe không. tức là 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 lỗ tai Phật do cái thọ mạng chứ không phải là do kéo hoài nó dài nhưng mà chúng ta hiểu là là cái lỗ tai á nó nó nghe nó nghe rồi cái sức âm nó chạy nó ngưng tụ trên thức rồi nó tạo ra cái 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 cái, cái vọng ức bên trong và từ đó thần kinh chúng ta nó sẽ nương cá để nó hiểu được thì uh, vấn đề này vấn đề của nhĩ thanh và tất cả những cái gì chúng ta nghe trên tay nó đỡ lại cho chúng ta một loại là một loại là ứng và đó cũng là một cái loại xứ xứ này nó ảnh hưởng tới gì tới tất cả mọi cảm thọ sinh hoạt của chúng ta chúng ta nghe cái gì rồi chúng ta suy nghĩ cái gì nó ảnh hưởng tới quyết định nghiệp lực của chúng ta. Rồi, bây giờ bây giờ các vị cho thầy một chút xíu. Thì gần đây thầy bị chi phối nhiều quá, nhiều công việc nó lấy thầy thời gian nhiều quá đợi lát xíu nữa thầy sẽ gửi liền thầy sẽ gửi liền cái, cái 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 nội dung thiền cho các vị trong email rồi dù uh, vi sẽ gửi cho đại chúng nội dung thiền thầy kéo cái màn hình nhỏ nhỏ lại một chút xíu rồi để nói cho các vị nghe về cái nội dung thiền này cho nên sau này, sau này mới hiểu tại sao mà các cái vị làm nhiều việc họ cần rất nhiều cái người trợ giúp nhất là những người trợ lý cho thật tốt còn nếu không thì nó chi phối nó chi phối nó chi phối cái nó gọi là cái memory cái bộ nhớ đó. nó chi phối nhiều quá cái là nó không có giải quyết tốt công việc được bữa hôm qua thầy kính thưa đại chúng lần đầu tiên ở tại vùng Orin County và vùng nam cali này thì chưa tăng chưa ni họ họ không có nỗ lực ở trong cái pháp Khiết ma tùng giới vì thế cho nên thầy phát tâm thầy tổ chức cái chương trình này và khi thầy tổ chức chương trình này thì rất đông người tham dự và thầy thầy tất nhiên luật thì nó không có gì thay đổi nhưng mà nhưng mà cái vấn đề soạn cái bốn tụng rồi như thế nào kiếp mai như thế nào thì vấn đề đó là vấn đề mà người làm việc tổ chức phải có những cái kiến năng riêng và thầy <laughs> mất một ngày để soạn cái nghi thức này và cho ra nhà in thì thì và cái cái nghi thức là một chuyện nhưng mà dẫn dắt cái sự tổ chức ở trong một đàn tràng ấy, thì nó khác Nó sẽ có cảm thọ khác nhau và do vậy mà ngày hôm qua thầy tổ chức buổi sáng Chư tăng tụng giới thì ai cũng hoan hỷ hết và thầy có bảy vị hòa thượng đến tham dự chương trình này ở tán tháng có một vị nói rằng tôi xuất gia hay nữa là 60 năm nhưng mà tôi chưa thấy một cái lễ kiết mà tụng giới nào mà nó tôn nghiêm nó có ý nghĩa và nó, nó đẹp như thế này ừ. thì à, kính thưa quý vị những điều như vậy cho chúng ta một sắc thái rất đáng mừng rồi bên uh, General Juni ấy, có cái ni viện nội trú thì các cô cũng tổ chức kiếp kiết ma tụng giới và các cô còn có cái chương trình tu tập riêng cho mình là sâu tụng giới và tu tập một ngày như ngày hôm nay <laughs> cho nên nó, nó nó tạo ra hí lạc rất lớn đó là những cái sắc thái mà nó đáng mừng và ở đây chưa chưa ai làm điều này chưa có ai làm được điều này một cách trang nghiêm